87. Ý, 87. Ừ. Con không ngờ là cô 87 á, tại vì nếu cái tuổi 87 thì bây giờ là có thể là rất là yếu. Cô hy sinh để đem cái hạnh phúc cho người khác mà cô đi tu á. Ừ. Câu chuyện này lãng mạn quá. Cô có đứa con nào không chứ cô? Không có. Chị cô lên nha. Cô ở đây có mình hả sư cô? Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có trở lại núi Cấm cũng như để đi gieo duyên với sư cô ẩn tu ở trong núi này. Nghe nói sư cô cũng tu mấy chục năm rồi. Thì nay Lê Thanh cũng đến đây để trợ duyên những cái đồ chai cho sư cô. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh đi tìm đến sư cô cũng như là hỏi thăm sức khỏe sư cô nha. Sư cô ơi. Dạ, dạ chào sư cô. Ủa sư cô đang làm gì vậy? Không có ai làm nhờ, cô không nhờ ai làm. Sư cô thì đang chặt cây với khán giả, thì hôm nay Lê Thanh đến đây. Dạ. À, đây, con. Được. Dạ, con nắm tay sư cô lên. Nắm tay sư cô lên nha. Dạ. Cô ở đây có một mình hả sư cô? Có mình. Dạ. Thì hôm nay con đến đây chạy duyên cho sư cô chúc đầu trai tấm lòng của khán giả của con. Tại vừa qua con đi làm YouTube thiện nguyện đó, cũng có nhiều khán giả đã nhờ con đi trao những cái phần quà. Mình vào trong hết cô, vào vào chánh đường nha. Cũng được. Dạ dạ. Cảm nguyện công đức của quý chú nhiều nha. Dạ. Ồ, chỗ sư cô ở đây hả? Để con để này nè. Này có điện không sư cô? À, mở cửa. Dạ. Sư cô ở đây pháp danh như thế nào sư cô? Tâm Dung. Sư cô Tâm Dung. Ừ. Thấy sư cô chắc cũng lớn tuổi hả sư cô? 87 tuổi, 87 tuổi. 87 tuổi hả? Mà sư cô tu ở đây lâu chưa? Ở đây hồi năm 2004. Dạ. Ủa gì là cũng mới đây hả? Ừ. 2004, ủa cũng gần 20 năm rồi. Dạ. Rồi sư cô tu có một mình đây hả? Có mình. Dạ. Với huynh đệ mà, huynh đệ người ở nơi. Dạ, yeah. Thì đây là cũng như là những cái toàn bộ đồ chai hết nha sư cô. Ở đây có chao nè, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, đường, với cái này kêu bằng cái đồ chai gì đó, cái gì khô đó. Dạ, với một thùng mì chai đó để trợ duyên. Công đức mấy chú nhiều. Dạ, yeah. Tại vì cũng có con cũng vừa qua cũng đi giúp bà con ở trên núi, đặc biệt là những vị ẩn tu đó. Thì chính vì thế thì được biết sư cô lớn tuổi, tôi ở đây có một mình. Sư cô ơi, hôm nay thì con cũng rất là mừng khi mà có duyên được gặp sư cô ở đây. Thì có lẽ là sư cô có thể chia sẻ cho khán giả không biết là cái cơ duyên như thế nào mà sư cô lại đi lên núi tu như thế này. Sao không sống một cuộc sống an nhàn ở nơi mà có con cháu chăm sóc cho đó sư cô? Sao có thể chia sẻ cho khán giả không biết hả? Dạ. Thôi mà sư cô ngồi đây nha. Rồi chút xíu dính thời gian với con chút nghe sư cô. Cảm ơn. Trong thời chiến tranh mình cũng góp công góp sức với chiến tranh mà hoàn thành đất nước mình độc lập rồi thì coi như mình có trơ có mình. Rồi gia đình mình thì có ba chị em gái à. Rồi còn mình ở với bà già mất rồi thôi, mình thấy trong cảnh đời mình thấy đi tu, thấy mình có đi chùa viện đó, nghe thầy giảng Phật pháp này kia nọ, mình thấy thôi mình đi tu. Dạ, cô có thể chia sẻ là năm đó là cô nhiêu tuổi không vậy? Cũng lớn rồi, hồi năm nhỏ 20 tuổi thì mình lo tham gia cách mạng. Dạ. Rồi tới 60 tuổi thì mình mới đi tu nè, mới tu mới hai mấy năm. Mới tu hai mấy năm. Khi mà tu là cô nhà hồi đi tu hồi năm chín mấy mà ở trên núi Vinh. Rồi lên đây hồi năm 2004. Dạ. Cô có chồng con gì không cô? Hồi thời đó thì cũng có gặp một anh, nhưng mà anh đi tập kết ra miền Bắc.
Yeah. Rồi về anh về anh có vợ ba vợ, ba con, vợ ba con thôi giờ mình cũng hy sinh đi. Hồi đó mình hy sinh được, giờ cũng hy sinh được thôi, đã có con cái để ra lo. Tức là nhường anh ấy trở lại đó, cho cái người kia. Cô kia đặng cho nuôi con, ba đứa con đó. Giờ thôi giờ mình thấy rảnh rang thôi giờ mình đi tu. Chứ cô không có chán đời gì nữa. Giống như là cô hy sinh để đem cái hạnh phúc cho người khác mà cô đi tu quá. Câu chuyện này lãng mạn quá. Cô có đứa con nào không chứ cô? Không có. Không có ha. Hồi đó chưa mới tuyên bố xong cái anh ấy đi tập kết. Dạ. 21 năm anh về thì có ba con, một vợ đem về thôi. Để nhường lại cho cái cô kia. Chứ không phải là buồn tình mà cô đi tu không, không có. Mình muốn tu hồi nhỏ mà. Còn chiến tranh thì mình còn bổn phận. Trong gia đình nội ngoại mình tham gia chiến cán chiến nhiều lắm. 90 người lận, thành ra thì mình trong đó mình ít nhiều cũng có cái hy vọng đó đó. Thành ra mình không có gì hết á. Là cô nghe Phật Pháp rồi cô ngộ ra được. Ngộ ra được. Mình thấy đi tu đời đi tu rồi nó sung sướng nhất. Con cũng nghe cái những cái lời nói gì đó. Đi tu giống như mình bỏ hết. Bỏ hết tất cả những cái gì giàu nghèo, ăn uống ăn mặc mình cũng bỏ luôn. Vậy đó thôi. Cho nên là mình giàu vì tấm lòng từ bi đó. Từ bi. Cái gì mà nhường nhịn hết lại cho người ta đi, người ta có nhiều cái trường hợp người ta phải sống có cái này có cái kia. Đúng còn rồi, mình đó. Không cần gì hết. Vậy đó. Chỉ có ngày 2-3 buổi cơm chai gì vậy là thấy ông làm thoải mái hay không? Cũng như mình đi mần mướn cho mà những người chúng sanh mà ta tu đó, người ta đem để cầu an, cầu siêu ha, mình cầu cái gì, cầu mình than là người đó qua đời mình lại mình tụng kinh cho người ta, vậy đó. Cầu an cầu siêu người ta cũng là cái làm mướn. Làm mướn đó nhẹ. Làm mướn mà có phước á con. Có nhẹ có phước. Cũng nhiều người làm mướn mà tạo nghiệp, còn mình làm mướn có phước. Mình đâu có cần để của để tiền lại làm gì có ai đâu. Đủ cơm mình ăn ngày 2-3 bữa vậy thôi rồi, vậy xong. Vậy vì cái tuổi của sư cô nó đáng là cái tuổi này là phải ở với gia đình nè. Được con cháu chăm sóc nè, được ăn những món ngon vật lạ nè. Nhưng mà sư cô là đã bỏ hết để đi về đây ăn tu. Có người nấu cơm cho mình ăn, lo săn sóc, còn này tự mình sống đâu sao kệ nó vậy đó. Mà mình cô cảm thấy vui hả cô? Sống ở trong cái cảnh chiến tranh hồi nào giờ tôi xa gia đình lâu lắm rồi, không có thân thuộc nhiều, làm đi cái tình đó nó không có lưu luyến gì nhiều. Hồi nãy cô nói là cô 70 mấy rồi. 77, 87. Ý, 87? Con không ngờ là cô 87 á. Tại vì nếu cái tuổi 87 thì bây giờ là có thể là rất là yếu, có thể nằm liệt giường liệt chiếu hay là cũng đi đoàn tụ với ông bà rất là nhiều. Mà có lẽ là khi cô tu rồi được cái phước đó, cái phước cái đức rồi làm cho cô không có nghĩ tới gì hết. Là làm cho cô khỏe mạnh, có phải vậy không cô? Không biết phải vậy không, không biết chứ cũng bệnh lắm, nhưng mà bệnh nó không bằng người ta, nó có bệnh mà nó nhẹ. Tức là mà con thấy là cái bệnh là cái nghiệp. Bệnh thì cái nghiệp nó đeo đẳng, nhiều khi sư cô tu cái nghiệp nó không còn, nó nhẹ lại. Tối tụng kinh hồi hướng cho tất cả cái nghiệp trước của mình hồi nào giờ đó. Đời vô thủy đến giờ của mình, cái tội trước của mình cũng dữ lắm, gây tội nhiều lắm mà mình hồi hướng công đức đó cho người ta. Mình ăn uống con này con kia đó, chắc cổ mổ bụng đồ cũng hồi hướng cho nó hết. Là nó mà nó có cái mình tu nó có cái hên nè. Khi nào mình bệnh hoạn nạn cái gì cái mình gặp chiên hên không à. Cơ vừa rồi trong vài tháng qua rồi đó, đứa bệnh âm tụ huyết áp nằm coi như không ai hay không ai lo mình á, chừng một ngày hay một đêm thì mình cũng sẽ chết. Rồi cái gặp mấy chị em huynh đệ này cũng tu nè lợi, rồi cái tính chuyển cho mình đi bác sĩ, rồi cái gặp hơn cái nữa là gặp người thân mà thân huynh đệ đem mình đi tới nơi tới chốn chữa cho mình.
mà khổ tốn tiền nữa, không ngờ mấy chuyện đó nó bất ngờ. Mình đang bệnh đây, mình đã ở trước cái cô ở dưới Cần Thơ, chứ trên này mấy cô này định mướn cái chiếc xe của ông Lâm Tân kia đưa đi xuống bệnh viện. Cái cô kia cô vừa lên tới cổ điện cho má cổ đó thôi, giờ đem về Cần Thơ cổ lo giùm, đầu kêu xe cấp cứu ở dưới Cần Thơ lên luôn, không trễ dùm một ngày đêm hay gì nó cũng chết. Tôi quyết án còn có 6-7 à, hết hồi lúc đó hết biết rồi, lên xe đi bệnh viện mà cũng không biết gì nữa, xuống bệnh viện vô cũng không biết. Chắc cũng nhờ Phật độ quá. Nào, cũng hơn như vậy đó. Thật sự là con gặp cô con rất là quý, thứ nhất là cái tuổi cô cao đó, nếu tám mấy tuổi mà cô còn ở trên núi mà đi là tu rồi đi làm cái này cái kia lặt vặt rồi đi tạo phước nữa đó. Mình ở đây mình tu rồi mình cũng làm này kia trồng trặt chút đỉnh ra đủ mình ăn. Rồi cô bác mình độ cho mình như gạo nước tương muối như vậy nè. Rồi rau rác rồi mình tạo ra mình ăn dư sức ăn không hết nữa. Rồi ai có bệnh hoạn mình lại mình hộ niệm ha, qua đời mình lại hộ niệm, ta cần cái gì đó thì mình giúp giùm. Cầu an cầu siêu hồi hướng công đức cho gia đình ta vậy thôi, chúng có gì hết mừng mướn vậy, mừng mướn nhẹ mừng mướn mà có phước hay không. Chúng mướn cũng phước, còn mình nguyện Phật Di Đà là mình có cái công á vậy thôi chứ không có hết. Còn mình tu là hồi hướng tùm lum hết, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, rồi hướng cho Phật tử mà chúc đồ chùm răng nè, nguyện mười phương chư Phật gia hộ với các gia đình được dạng sự kiết đường. Hết rồi cầu nguyện ta gia đình đã vui vẻ rồi không đau không bệnh này kia nọ, mình sẽ hồi hướng hết công đức đó, mình sẽ nguyện cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho anh ta. Cũng như đây là tấm lòng của cô Nguyễn Thị Hai ở bên Mỹ, cũng như là chị Trinh và cô Lan là mẹ chị Trinh. Thành hôm nay cũng có hai phần quà, một phần cho cô ăn cầu siêu trong đó không? Dạ không, cô một nắp cầu ăn cầu siêu coi tối rồi. Con nghĩ là mấy vị này cũng tạo phước rất là nhiều rồi, hay để đi giúp mấy người nghèo đó. Đó là cô Lan và chị Trinh và cô Nguyễn Thị Hai. Đó là con bữa nay có hai phần quà, một phần quà cho một vị khác nữa. Gửi lời cảm niệm công đức cho mấy cô đó. Thì con mỗi lần đi đến đâu thì con muốn ghi hình lại những cái ký ức, những cái kỷ niệm. Tại vì những cái đoạn phim này cũng đem những cái câu hay, lời hay ý đẹp giống như của cô nãy giờ đó. Một người phụ nữ mà bỏ hết tuổi thanh xuân nè, bỏ hết cái sự sung sướng của gia đình mà đi tu như vậy rất là quý. Thì nhiều khi cô nói là không phải tu cho bản thân mà tu cho tất cả mọi người hả con? Rồi thôi con cũng cảm ơn sư cô đã nhấn thời gian để lên một đoạn video của con. Thì trước khi khép lại video con chúc cho sư cô lúc nào cũng luôn luôn bình an và khỏe mạnh, và đặc biệt là thành công trên bước đường tu tập của cô. Lê Thanh cũng xin chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo ạ.